Khi thành phố áp dụng trạng thái bình thường mới, nguy cơ lây lan của dịch bệnh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Trước thực tế đó, công an các đơn vị địa phương của thành phố Đà Nẵng đã chủ động với nhiều biện pháp cơ bản nhằm kiểm soát tốt và kịp thời phát hiện những trường hợp về từ địa phương khác hay mới đến ở khu vực dân cư chưa qua khai báo để có biện pháp giám sát chặt chẽ, ngăn ngừa dịch bệnh có điều kiện lây lan trên diện rộng. Cứ đều đặn mỗi ngày, cảnh sát khu vực của quận Thanh Khê vẫn cùng với tổ COVID-19 cộng đồng xuống tận các khu dân cư để nắm tình hình địa bàn, cũng như kiểm tra nhân hộ khẩu các hộ thường trú, tạm trú. Đặc biệt, với những khu vực có người từ địa phương khác trở về, công an phường cũng thường xuyên nhắc nhở tuyên truyền để các hộ dân cam kết và tự ý thức cách ly tại nhà. Thì chúng tôi lưu tâm đến các nhà cho thuê trọ, các cơ sở lưu trú, rồi các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đó là mà nơi mà có thể là có một số trường hợp có thể là trốn tránh ở đấy để mà tránh cái tình trạng mà dịch thêm bùng phát trở lại. Đà Nẵng hiện có 35 trường hợp về từ vùng dịch đang cách ly tập trung, hơn 1.000 trường hợp cách ly tại nhà. Công an thành phố cũng đã chỉ đạo cho công an các quận huyện phối hợp với chính quyền địa phương, kịp thời có các giải pháp phù hợp với từng khu vực dân cư, phát huy vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng trong việc nắm hộ, nắm người, cũng như kết hợp với y tế địa phương thường xuyên theo dõi sức khỏe của số người đang cách ly tại nhà. Trước thực tế, nhiều người về từ vùng có dịch nhưng chấp hành chưa nghiêm quy định cách ly tại nhà. Công an các địa phương đã liên hệ với các hội đoàn thể, ban công tác mặt trận, cùng nhau vào cuộc nhanh chóng thông tin đến cơ quan chức năng và quản lý chặt chẽ các trường hợp này. Có người lạ mà khách đến khu dân cư của mình là coi như là có cái tổ trưởng cũng giống như đảng viên của chi bộ là mình phát hiện được, tức là mình khai báo cho cái cảnh sát khu vực để nắm tình hình và coi như là nếu trường hợp có lại là phải đưa đi báo cho y tế để coi như là họ là đi thử test nhanh để phát hiện những cái trường hợp mà nếu mà dương tính, tức là mình phải lọt ra khỏi cộng đồng. Đà Nẵng vẫn đang triển khai xét nghiệm diện rộng tại địa phương có người về từ vùng dịch nhằm tầm soát yếu tố lây lan. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an và chính quyền các cấp, thì mọi người dân cần chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước những nguy cơ tiềm ẩn của dịch bệnh trong cộng đồng.